Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm khỉ đáng yêu. Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm con TT nha. Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm con ngựa này. Như vậy sản phẩm khỉ đáng yêu của mình đến đây là kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Con TT này mình đã hoàn thành rồi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Sản phẩm con ngựa của mình đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô một sản phẩm bộ hung nha các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô một sản phẩm con dê mẹ các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô một sản phẩm cá voi xanh.
Như vậy là sản phẩm của Hùng của mình đến đây là kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Đây là sản phẩm cá voi xanh của mình đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Đây là sản phẩm con dê mẹ nha các bạn ơi. Mình xin chào tất cả các bạn.